Nhanh đi chị ơi, chị làm em nôn quá. Nè đã chị ơi. Chút đỉnh thôi nha. Hello. Rồi chị giờ mới nghe được nè. Không, ngày hôm qua chị không biết mà nó cứ mở hai cái camera, nó cứ để lên người, để lên người là em, chị nghe hai cái luôn một cùng một lượt, nhưng chị không hiểu rồi, chị không biết lý do, không biết, nói chung là không biết lý do tại sao thôi. Giờ là được là tốt rồi. Bữa nay sao cái màu chị nhìn thấy ghê vậy? Chắc đèn á. Vậy hả? Tại đây nó tối thui rồi, không thấy đường thì sáng gì chứ. Sáng nó còn rồi, sáng chị, nhưng mà chị đam mà chị đam anh sơn sơn tay đi. Hôm qua chị tính đam anh đúng không? Không, chị đam thì chị không có đam gì với anh đó hết trơn á, tại vì chị thấy là cái cách chuyện của anh nói là hơi kêu gì, tức nói chung là không phải ảnh không, mà là tất cả những người ở Mỹ mà cứ khen là Mỹ tốt á, là chị không có đồng ý cái đó, là không phải là ở Mỹ là cái gì nó cũng tốt hết. Chị nói là cái, bởi vì chị mới hỏi ảnh á, từ hồi nào giờ chị nói với em mấy lần, chị lên chị nói là mọi người chê Việt Nam á, thì hãy học lịch sử trước đi, lịch sử nước ngoài trước đi, hãy chê Việt Nam. Là lý do tại sao lúc mà mình hiểu được á, cái lịch sử cái nước của mình ở rồi, lúc đó mình mới biết cái lịch sử của Việt Nam như thế nào, lúc đó mình mới thương nước của mình. Nếu mà mình chưa hiểu được á, thì không có thể nào là, không có thể nào mình thương được nước của mình, tại vì mình khen cái nước của mình, tại vì mình không có hiểu. Mỹ á, tại sao chị hỏi á, là cứ cứ nói lên cái vụ lá cờ ngày hôm qua, lá cờ ba sọc ngày hôm qua. Chị nói bây giờ cắt nghĩa cái lá cờ Mỹ từ đâu ra đi, rồi cái lịch sử của Mỹ từ đâu ra đi, rồi hả nói là đòi 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 Việt Nam lên. Chị nói ảnh nói một câu là kiểu nói là không biết gì, ảnh đang nói chuyện gì, cái xong anh nói ê cô Cà Mau đó, nếu mà không nhờ Mỹ hả, cô bây giờ cô nói tiếng Đức rồi. Trời ơi, nói thiệt cái em á, ảnh quá, bị chị mới nói ảnh là ngu. Tại vì ngu á, là lớn tuổi rồi mà nói cái câu đó mà không có lý, một nó không có một cái gì để cho mình nghe được hết trơn. Chị tức một cái là nó lớn tuổi, nói thì bây giờ chị nói ảnh bằng anh, chưa chắc gì là chị, à, nếu mà ảnh là bà đàng hoàng, có thể tuổi chỉ với anh, có thể chị kêu bằng ảnh là bằng chú luôn. Mà tại sao mà mở một cái câu đó mà chẳng hiểu cái lịch sử từ hồi nào giờ ảnh nói ra tất cả những cái lịch sử của Mỹ, không biết một câu chuyện gì của lịch sử của Mỹ hết, lên nói tuyến là không nhờ Mỹ. Ảnh biết cái gì chính trị, chính trị mà là cái gì, gì tất cả những cái gì mà kêu em nói gì, cái chữ gì liên sự hả, cái gì mà nói về tất cả những cái gì lính đó, về mà tất cả nhưng mà mình strategy yeah. Giờ tự nhiên chị không có nhớ cái, nói chung là cái mình, người ta trước khi người ta đánh lính, người ta đánh giặc chúng hay thua, nó nhiều cái thứ trong giọng để cái đó thua chắc chưa chắc gì là thua, mà thắng cũng chưa chắc gì là thắng, tại hai bên nó hợp đồng với nhau, nó nói chuyện với nhau, nó mới chấp nhận ai thua ai thắng, có cái gì quyền lợi nó mới chịu chứ. Tự nhiên mà con người mà em đang giành lộn ăn gì cái miếng ăn của em mà tự nhiên nó thua là thua sao, ai mà nhường lại thua là thua, nó có hay như vậy, như vậy đơn giản giống như cái câu ảnh nói chuyện gì, không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Là cái nước Mỹ á, từ lập ra là nhờ Pháp. Cái thời đó là thời Napoleon á, là đánh giặc bên đây quá là tốn tiền, nhiều tiền quá, mà bên Mỹ á, thời đó bên Mỹ á, là rất là nhiều, kiểu như là cái nó quá là vàng dòng rồi, tất cả những cái gì nó cũng có, rất là giàu. Mà bên đây á, thì rất là xa với đó, mỗi một lần đi qua đó đi lấy tiền đem về đây á, thì nó cực khổ mà mất biết bao nhiêu lính, cho nên là nó không có thể nào nó có khả năng là nó bỏ tiền ra để đi qua đó nữa, nó làm ăn với nó, cho nên á, là nó bỏ qua hết, nó bỏ sau đó mới nói thôi bây giờ mình giữ cái nào mình giữ được thì mình giữ bên đây, lo giữ bên đây đi, còn ở bên Mỹ bây giờ mình cho mấy cái người đó tự lập, mở ra tự lập. Rồi lúc đó tự mấy Napoleon á mới gửi cái ông Lafayette á, nói ảnh á là hỏi không biết cái ông Lafayette ra là cái gì, cái tên ông đó là ai, thì nói chuyện làm gì nữa, cái lịch sử của ông đó là nói, mà quan trọng nhất là cái ông đó lập tự do là nhờ cái ông đó, mà không có cái ông đó, mà không hiểu được cái ông đó thì còn cái gì nữa nói nữa. Mà lúc mà ổng anh Sơn Tây này ảnh vô ảnh làm quốc tịch Mỹ á,
bây giờ mình nói với nhiều cái người Mỹ có đồng ý với mình không, là những trước khi nó vô mình nhập quốc tịch đó là nó bắt mình học cái lá cờ của mình, cái lá cờ của Mỹ nó từ đâu, năm nào, ngày nào lập lập cái là tự lập cái nước này từ năm nào, ngày nào, tháng nào, nó học hết cái lịch sử từ đó. Mà cái trước thì nó không bắt mình học, tất nhiên cái đó là nếu mình muốn muốn tìm hiểu tự mình học. Nhưng mà cái đó ảnh nói ra cái năm nó cũng không đúng, năm nó cũng không đúng, mà lá cờ cũng không xong mà để thừa gọi ảnh nó tự lập từ từ Mỹ, nó từ đâu ra không biết đường nói, nhưng mà làm sao mình trả lời. Mình là cái người ở nước ngoài Việt Nam, tụi ở Việt Nam mình, nó trả lời tấm 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 trên 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 đấy, nó bắn chữ cho nó, người tụi nó mà còn biết nữa. Mà ảnh ảnh người Mỹ mà ảnh ở bên bên Mỹ từ lúc 81 tới bây giờ, ảnh qua 10 tuổi mà ảnh không biết về nước Mỹ thì bó tay còn gì nữa, là hết, kiểu là hết chị, hết thuốc chị luôn rồi. Chị nói là, chị nói là hết thuốc chị, là cái đó là chị nói là chị tức quá chị mới nói là ảnh là ngu. Tại vì á ảnh qua lúc 10 tuổi chị không học giống như ảnh, mà tại mà sao mà chị còn rành nước Mỹ hơn ảnh nữa. Còn nói trời, còn nói hả, coi chừng ảnh mà nói chuyện coi chừng á, cái Facebook của em nha, mắc mớ gì, mắc mớ gì mà hở ra cái là hâm, hở cái là nói chuyện cái là coi chừng nó, coi chừng đó nha, coi chừng đó. Rồi tự nhiên cái nói cái hiệu Chanel, cái nước á, chị chưa có nói cái vụ mà lần mỗi lần mà chị hỏi em á, tại nói về đồ mà đồ đồ giả bên 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 Việt Nam á, hỏi nói tới hiệu Chanel. Cái nước Mỹ là cái nước mà đồ giả nhiều nhất hả, không ai bên bên châu Âu này không ai dám mua đồ Mỹ mà hiệu của Pháp, mà bên Mỹ rẻ cỡ nào của tao mua. Tại mỗi một lần tao mua, tao bị dụ, tao mua về nhà tao thử cái là tao biết giả, cho nên tao không mua nữa. Bị đặt nói ra nói là coi ở bị kiểu như là nó không, nó tuyên bố lên nó không mua nữa. Trời ơi, ai mà cần nó mua bên đây hết, Chanel nó đâu có cần đâu, mà nó cần Mỹ mua đâu, nó cũng có nhiều cái kiểu cách nó mua lắm trên bộ, đâu phải cần thiết Mỹ đâu. Nói là Chanel gần cái trăm năm nữa nó đã có rồi, bộ nó bán chỉ bên Mỹ không, mà tuyên bố ra nói chuyện không đúng lý. Với thứ hai, chị nói á, lịch sử của Mỹ á nó rất là xa, mà xa phải học từ lúc Christophe Colomb cho tới Napoleon. Mà Napoleon qua xong rồi á, Churchill qua tới Churchill là tại vì cái ông đó là của Anh, là ổng nhờ ông đó hả. Tại sao mà Mỹ lúc nào nó cũng theo thằng Pháp hết, tại vì lúc mà hợp đồng á là với Lafayette là đã nói lên, nó nói lên tiếng tao là bên đây là bỏ ra tiền ra để giúp tụi nó ra là một cái độc lập, cái từ nước, cái nước sau đó mới là Canada hả. Hỏi tại sao mà bên Mỹ, cái vùng miền Nam bên Mỹ nó rất là nhiều người biết tiếng Pháp, ta nói luôn tiếng Pháp luôn, cái vùng Carolina đó. Đó, hỏi tại sao, tại vì là của hồi xưa là của Pháp. Còn cái vùng mà nó nói tiếng Anh á, lý do một cái thời gian từ mà cái lúc mà cái thời mà Louis XIV á, là Louis 14 á, là ông Louis 14 á, từ lúc đó cho tới anh đánh giặc rất là nhiều, cho nên là lớp với lại mà tụ kiểu như dòng bên bên nước 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 Pháp á, này á là Tây Ban Nha, Portuguese á, tiếng tiếng Việt Nam chị cũng biết Portuguese á, là tụi tụi nói Tây Ban Nha với lại với Đức với Ý là cùng một nước, là cũng như là ông vua là lúc nào nó cũng nằm một nước một, với lại nước Áo là hồi xưa là nước Áo nó cùng một chung một, nó nguyên một nhóm của nó, cái dòng họ của nó nhưng nó tẻ từ nhóm, giống cái tẻ từ giống như Mỹ đó. Nói chung là giống như Mỹ hiện tại bây giờ là nó tẻ ra từ vùng, từ vùng mỗi một ông này á, là dòng họ anh em thằng này nó vậy, cũng giống như Hà Lan cũng vậy, nó Hà Lan lúc xong vua này nọ là gia đình của Pháp hết, trong trong đó hết, trừ ra anh nó hơi đặc biệt một chút, cũng là một thời gian nó cũng là gia đình của Pháp nữa. Nhưng mà sau đó rồi á là nó đánh giặc, nó cự lộn với nhau, nó cự lộn với nhau thì từ lúc đó nó cự từ lúc đó bắt đầu nó kêu gì đó, nó ganh tị với nhau rồi nó đánh lộn với nhau, thì tính như thì thời đó chị mới nói là kiểu như là mình nghĩ ra mình nói là cái lịch sử nó rất dài, từ 1400 cho tới bao nhiêu xe nữa là nó đánh cho tới tới Napoleon luôn, là lúc đó mới hết, mà chưa hết nữa. Đúng là đánh giặc mà thứ thứ một lần đầu tiên á thế giới á, là lúc đó nó mới là ngừng, là hết vua hết chúa hết tất cả luôn, nhiều nước nó hết luôn, là từ lúc đó là bắt đầu là của Mỹ á, nó thả Mỹ là từ lúc đó nó tự lập luôn, là mỗi nước nó có một nước nó riêng á, chứ hồi xưa là của Pháp hết toàn bộ. Cái nước Mỹ á, hiện tại bây giờ là tất cả nhân người da trắng á, là tất cả người dân châu Âu hết, từ xuất ra từ châu Âu hết, là từ của Anh Quốc là Scotland là Ireland là Hà Lan gì nữa, Na Uy, tất cả những cái vùng đó hồi xưa đời xưa nước nó nghèo lắm, tại vì giặc suốt nãy giặc 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 không mà đánh đến nó suốt suốt mà kiểu từ thế kỷ này nó qua thế kỷ kia, nó cái trăm năm nay rồi, cho nên cứ đánh hoài dân thì nghèo,
mà bên kiểu như là thuế của nó, thuế nè, tới từ muối gạo cơm cái giống gì nó cũng 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 lấy thuế hết đó. Dân nó chịu hết nổi, kiểu như nó nói là dân chỉ còn có một phần một để nó ăn thôi, còn nhiều nó trả thuế nó hết. Cho nên là từ bắt đầu nó bỏ đi, tại tàu á, tàu ghe bắt đầu mọi ai mà đi được thì là trốn đi, hoặc nó bắt, nó bắt là phải đi gì đó đi, mà đi rồi á, từ đi tàu đi qua Mỹ, qua bên Mỹ, tại vì cái vùng mà miền Brazil này nọ, Chile, Mexico nữa, giàu tiền rất là nhiều, quá trời vàng, mà vàng với lại hột sòn này nọ là tất cả những cái hột đủ màu hết, là bên đây nó cần, bên đây bên bên Âu Châu nó rất là cần, nó cần nó quý trọng ở đó, cho nên nó từ đó nó mới đem qua, nó đem qua đây, mà nó thay đổi mỗi một chuyến đi của nó là 6 tháng như vậy đó. Đi nó đi nó lấy đi về, giống như bên trước đó là Marco Polo nó đi qua bên giống như là ở tàu châu Á là trước đó nữa. Cho nên là dồn, nói chung là dồn lại á, mình phải nhìn lại cái lịch sử của Mỹ. Mỹ nó trống lỏng mà, tại sao nó không có lịch sử? Mỗi lần nó không có lịch sử nó ganh tị với Pháp, ganh tị với Pháp tại vì á nó không có lịch sử, không có cái gì, nó trống lỏng mà, là nó trống lỏng, nó không có một cái gì để nó lên. Tất cả những cái người á, người ta giàu có cái thời đó là những cái người giàu có bên từ bên châu Âu đi qua bên đó, rồi bên đó để làm việc, nó gửi qua nó làm việc cuối cùng nó thấy có tiền nhiều quá, cái nó không chịu nghe lời bên đây nữa, bắt đầu từ từ nó dồn lại là mấy trăm, từ 400.400 cho tới 1.800 mấy, thì em tính tưởng đi, 400 năm mà em tưởng tượng thôi, chẳng lẽ không có người phản bội, không có người phản nói là ở, tất nhiên phải có. Thì từ lúc đó là nhiều nước nó dồn lại chứ không phải một nước Pháp không đâu, nào Tây Ban Nha là Anh nè, Scotland là Hà Lan là Đức, nó cũng có một có số nè, rồi nó kêu mà hồi xưa nó kêu là Quýt, cái Quýt của nó là giống như là Liên Xô, nhưng mà Liên Xô xưa nữa, không phải là thời trước Hitler nữa, trước Hitler là cái gia đình của nó là từ 1700 là lâu lắm rồi, cho nên là cái thời đó là những cái người đó, người ta đi qua bên đó là lính thôi đó nha, lính cao chất cao đó, qua đó nó làm việc với bên lúc đầu là không phải Mỹ, nói Mỹ là không phải Mỹ, là nằm ở dưới á, giống như Brazil, Mexico nha, vùng đó là nhiều tiền, nhưng mà người Pháp với lại với Anh á, nó đi lên á, để là nó đi lấy với lại Liên Xô á, đi lên đó nó lấy, mà hồi thời đó lạnh á, mà kêu bằng gì, quần áo da đó, cái da mà lông này nọ á, là bên đây nó rất là quý, tại vì nó không có cho nên rất là quý, là nó lên trên đó để nó thay đổi, nó đổi nó buôn bán, nó đổi chỉ nó lấy mấy cái da đó rồi nó bán cho mấy người đó là đồ khác, đồ khô, đồ ăn, những cái thịt này nọ, tại vì đó là không có đồ thịt, giống thịt heo, thịt blum blum, nói chung là không có mấy cái đó, cho nên nó mới trở lại là kiểu như nó buôn bán với nhau, nó buôn bán nhau. Nhưng mà nhiều người á, người ta tham lam, lấy da thì lấy nhiều, nhưng mà được trả tiền thì trả lại ít, nó vậy đó. Thì từ từ mà 400 năm thì tất nhiên nó từ từ nó riết nó bể, nói chung là nó bể. Còn cái lá cờ của Mỹ á, là em cứ nhìn đi, thì này thì thực tế là em cứ nhìn, em nhìn lên á là cái gì, cái dòng sọc, cái màu của nó, Mỹ, Úc với lại Canada, nó tự tựa giống như Anh. Tại vì hồi xưa cái lá cờ lập đó là đầu tiên là của Anh, tại vì lúc đó Anh bên Pháp này nó thua tụi anh mới qua đó, nó mới chiếm là cái vùng, mấy cái vùng đó, cho nên nó tự nó lập, tại vì Anh á nó khôn lắm, đi đâu nó cũng để lá cờ của nó hết trơn á. Còn ở bên đây á, của Pháp á, thì nó nhiều vùng quá, nó không biết để nước nào, tại vì nếu mình để cái này á, thì tụi nó đánh lộn với nhau, cho nên là thời đó là Tây Ban Nha, nhưng mà Tây Ban Nha là cái ông đó là ông kêu bằng thợ gì, thiên thần gì chứ không biết, mà nó không có vua, mà nó bự hơn vua nữa, là cái ông đó nếu mà để lên đó thì mới không phải là Tây Ban Nha là cái nước mà kêu bằng kiểu như là kêu gì ta, nói chung tiếng Việt chuyện không có nhiều, nhưng chỉ là nó không phải là chính kiểu như coi hết tất cả những cái nước khác, cho nên nó không có được để là một cái lá cờ đặc biệt, cho nên nó chỉ để là nó nói là vua này, vua tên này, tên nọ, là ai, người nào gửi tới nó, tới chỗ đó nó đi thôi. Còn Anh á là đặc biệt, nó để cái lá cờ của nó để cái bà hoàng hậu đưa lên, cho nên là từ lúc đó nó mới là lập lên, là nó mới đi lại nó. Sau đó nữa là Mỹ, Pháp á, nó cái á, nó cái từ thiện của nó là chỉ làm ăn thôi, chứ không phải là giật chiếm cái gì hết trơn, không có giật là lấy người hay giết người, cho nên nó không có làm mấy cái đó. Sau đó mấy Anh á, nó mới qua đó, nó mới bắt người ta, tại vì Anh á là rất là tin đạo, đạo công chúa rất là tin đạo, nó bắt
đổi đạo, bắt đổi đổi tiếng, không cho cấm nói chuyện tới tiếng tiếng chỉ tiếng Anh thôi. Từ lúc đó mới Mỹ nó mới là thành thành Anh, rồi Úc á, những cái người Úc á, là lính á, mà hồi đưa hồi xưa lính nào mà không nghe lời bên Anh này á là nó gửi đi Úc hết, nó gửi đi Úc hết, tại vì lúc đó Úc không có cái gì hết trơn á, cây cỏ không có gì, chứng tủ thú vật thôi, không có cái gì, nó mới gửi qua đó. Từ lúc đó mới lập từ 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 rồi mới lập thành Úc, mà là kiểu như lời là kiểu như trong cần 400 năm gì đó, một cái thời gian nó hơn nữa, nghĩa là trước đó nữa là nhiều lắm. Cái nói hiểu được cái nước của Mỹ á là rất là dài, mà nói là Mỹ á, là người nói ra là phải hiểu biết á, là tất cả những cái người ở bên Mỹ xuống ra từ bên châu Âu này hết, chứ ở châu Âu này hết, là có một thời nữa là 1800 mấy đó, là nhất là nước Ireland với Scotland đó, hai cái nước đó rất là lúc đó nó đói nhiều lắm. Những người giàu á là người ta lấy tàu ta đi hết, ta đi qua bên Mỹ, tại vì ở bên đây nó đánh giặc, bên 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 Pháp này đánh giặc liên miên, cho nên là nó không có còn cách nào nữa, nó chỉ là những ai có tiền đi qua bên Mỹ, tại Mỹ không có, Mỹ nó không có còn hết giặc, không phải là hết giặc cũng có, nhưng mà cái đất nó rất là nhiều, cho nên là mình có thể trốn, mình có thể đi bất cứ chỗ nào cũng được, cũng để thấy sống, chứ không có cần, không có người, không có giặc gì hết trơn. Từ lúc đó nó ra từ từ lập từ lúc đó mà nói á, mấy người ở bên 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 Mỹ không hiểu được lịch sử nước cái mình ở, đừng chơi Việt Nam nữa. Chị nói ra là chị nói dòng, chị nói không có rõ về cái nước Mỹ, tại vì tiếng Việt Nam chị không có rành nhiều, cho nên là chị không nói được. Những bạn nào mê lịch sử, ham học lịch sử, lên trên 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 internet đó, Wikipedia, lên đó đọc là nó có dịch hết toàn bộ nước, toàn bộ nước, không có cần phải mà nghe người này nói, nghe người kia nói, là cái nước, cái lịch sử nước châu Âu này á, là nếu mà mình ham, mình thích học lịch sử nha, nói thiệt em á hả, trời, mình thấy cái lúc mình học rồi á, mình thấy trời, cái con người mình sao mà nó nhỏ bé quá, nhưng nó có chút téo mà teo thôi, mà nó mình không có hiểu được cái gì là ở đời như thế nào, chứ nó dài đâu gần cái mấy tỷ năm mà tự nó đánh giặc liên miên luôn, mà nó giàu có. Nói tới cái chuyện mà của ông vua Louis 14 thôi, nói mà ai mà học được, đọc được mấy cái cuốn sổ thôi là đã mê rồi, đã nói là nói cái đã mê rồi, không có cần đi xe nữa. Mà những cái người Mỹ á, suốt ngày nói hả, nước này nghèo, nước kia nghèo, tôi là giàu có vui có, không có đâu. Còn những cái mà nói mà dù cái nước Việt Nam mình á, nói là Mỹ này qua bên Pháp, nhờ Mỹ nó mới Pháp nó mới chiến tranh nó mới hết, xin lỗi nha, nó mà nó bị đặt nó hả, nó qua, nó chỉ qua tại vì nó bắt buộc á, Lafayette đó, trong cái ký hợp đồng của nó là lập tự do cái nước Pháp á, là lập tự do, là nó ký trong trọng á, nó nói bây giờ bất cứ cái chuyện gì Pháp cần là Mỹ phải lên tiếng, Pháp cần là phải Mỹ phải lên tiếng. Từ lúc đó không bao giờ nó bỏ bỏ Pháp, là cái lý do tại vì nhờ Pháp nó mới có hôm nay hợp đồng như vậy. Tại sao Anh á nó lên tiếng một cái Mỹ phải phải ra mặt, tại vì á là Anh nó đã hợp đồng với nhau, Anh với Pháp hồi lúc xưa nó làm tay với nhau, cho nên là không có nói là nhờ Mỹ hay là nhờ cái này nhỏ. Tại biết sao mà tại sao á, là từ cái lúc đó mà là Pháp với lại châu Âu là nó không thích Mỹ, cái lý do tại vì á nó đi dụ cái ông mà nói tới Einstein hả, dụ cái ông đó ra đưa, bắt đầu dụ để lấy cái bom, em chị tiếng Việt Nam chị không biết, cái bom mà nó nổ ở bên Nhật Bản á, dụ ông đó cho cái chó ổng đem, ổng thiệt tình, ông này ổng nói lên, tại vì bạn bè nhau thôi, ổng mới nói ổng ra tiệm vậy 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 á, là nó ở chứ ổng chỉ biết hiểu thôi, nhưng mà ổng chỉ lấy toán ra thôi, nhưng mà thật sự ổng không có thử, không thí nghiệm gì hết trơn á. Bên Mỹ nó đi dụ á, nó dụ cái bắt đầu nó lên cái ông đó, ông bạn đó vô làm cho nhà nước trong vòng 10 năm, 10 năm thí nghiệm, 10 năm bắt đầu từ lúc đó tới tới cái mà Truman á vô lên đó, bắt đầu từ từ Kennedy chết rồi đó, xong cái qua Truman là mới mới bỏ cái bông ở bên bên Nhật Bản á. Từ lúc đó là Pháp với lại Đức nó đâu có biết cái vụ đó đâu, lúc mà bên Anh bởi Liên Xô nó biết được á là quá trễ, còn có mấy tháng thôi, nó quýnh hết trơn, bắt đầu nó chụp qua đó là nó tin của nó là nó nhào qua bên bên Đức để nó phụ tụi tụi Đức từ nhào lúc đó. Rồi cái ông này ông bên Mỹ á
ta đây ta có cái bông bự ta muốn thả đâu, ta thả ta là giỏi nhất là, cho nên từ lúc đó nó không có còn nghe coi ai là cái giống gì hết trơn. Từ lúc đó là nó mới là, nó chưa có ra được, nhưng mà nó nói là nó thành công rồi, nhưng mà nó chưa được, còn 2 năm 3 năm nữa mới thành công. Từ lúc đó nó vừa giặt vừa xong, ban đầu bên đây là kiểu nó lên tiếng, nó nói nó giúp giúp thôi để cho người ta đừng có nói xấu tụi nó thôi, nhưng mà thật sự sau đó là cái bông á nó nổ ở ở bên 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 Nhật, nhỏ bên Nhật mà không ai, người nhiều người á, người ta không ai biết cái vụ cái bông hết trơn. Còn mấy tháng nữa nó lên nó nói là cái là nó lấy không có gì hết trơn, không có chết, không có chết người, không có bị hại gì hết trơn á, không có bị hại. Giờ cái Hiroshima đó hỏi coi cái từ đâu ra, từ đâu nó ác cỡ nào, nó ác cỡ nào mà bị đặt cái suốt cái ngày nói là Mỹ là tự cái gì tốt, không ai tốt hết trơn, con người hết, toàn bộ là con người hết, không có ai tốt hết trơn á. Chị nói đây á là chị nói qua lịch sử một chút xíu á, tại vì nhiều lắm mình không có hiểu, nói bao nhiêu nó không có hiểu hết đâu. Nhưng mà con cái á là chị nói là những cái người bên Mỹ khen Việt Nam á, cái chê Việt Nam á, làm ơn làm phước bắt đầu học lịch sử nước Mỹ đi, rồi ha, lên đi chơi hay là lên nói chuyện mà nói không đúng thì câm miệng lại, đừng có nói nữa. Nói cái chú gì đó, cái chú Hùng Phạm gì đó. Hùng Phạm. Đó. Cũng lớn toàn, mà chị nói á, toàn những người lớn tuổi lên nói chuyện không, mà nói để cho tụi trẻ nó học á thì hay lên nói, mà lên nói á, nói mà chị nói là nguy hiểm nhất là mình học lịch sử sai. Học lịch sử sai chứ không phải là người không biết. Không biết á là không có sao hết trơn, tại vì mình không biết. Còn nếu mà học lịch sử sai á là rất là nguy hiểm. Tại vì ấy, mình trong đầu mình nghĩ từ hồi nào giờ mình lớn lên một cái câu chuyện đó, nhưng mà thật sự ra không phải như vậy. Cho nên là nguy hiểm nhất là cái đó. Mà người hận á, là hận về cái không hiểu biết, nghĩ sai, nghĩ lầm. Cho nên á, là trước khi những cái người Mỹ á, mà mở miệng, nhất là người là mấy người lớn tuổi, trẻ thì không sao đâu, nhất là những cái người lớn tuổi, trước khi mở miệng lên cho trẻ bên Việt Nam, nếu mà thương nước á, thương yêu nước á, thương người Việt Nam á, thì đừng có nói bậy. Đừng có nói bậy là không có lên, nó không có nói bậy như vậy. Mình không biết thì mình ngậm mợ lại. Cái nào mà chị biết chị nói, chị học cái nào mà chị không biết thì chị không bao giờ chị nói lên tiếng nữa. Hoặc là chị nghe đó chị nói ồ cái này không biết, thôi mình lên mình đi coi, hoặc là mình đọc cái gì đó, mình nhìn dịch cái gì để mình để ý cái đó. Nói Việt Nam chị đâu có biết gì, Trung Quốc chị cũng đâu biết, từ lúc mà chị gặp em tới giờ chị mới tìm hiểu được chút. Chứ từ nào giờ chị đâu có biết đâu, mà chị đâu có nói về Việt Nam đâu. Chị cảm ơn em nha, chị gặp em chị mới tìm hiểu. Không mà nói thiệt với em là chị không, chị tìm hiểu nước Việt Nam mình, nhưng mà chị để ý, nhưng mà mình không có để ý tới cái lịch sử mà xa xưa. Nó là kiểu như là mình nghĩ là cái gì, cái nước của mình nó đẹp rồi, mình thấy mình đã hình diện cái nước của mình, mình chẳng cần phải học hỏi nhiều, mà là mình chỉ biết sơ sơ là mình thấy là nó đẹp rồi, mình không có cần tìm hiểu nữa, tại vì mình đã thích rồi, mình đâu có cộng gì, mình đâu có cần để ý những cái gì xung quanh nó là như thế nào nữa. Cho nên là chị không có cái vụ đó. Nhưng từ lúc mà chị biết em tới giờ là chị thấy á, là những cái người người ta lên người nói á, là người chị không đồng ý á, là những cái gì á người ta phản biện lên á, người ta không biết cái gì hết trơn á, mà suốt cái ngày người ta nói là nói về chính trị, nói là nói chung là nói tào lao đi cậy bà đó, nhưng mà nói về chính trị là nói mà nói sai, nó nói sai lịch sử, những cái gì mà trước mặt á, mình đã không biết á, thì không sao, còn những cái gì sau lưng của mình rồi á, nó đã viết lên rồi thì nhiều khi viết lên rồi á, nó trắng đen trắng, nó không chưa chắc gì viết lên đó là đúng nữa. Nhiều khi á, lịch sử của nó hiện tại bây giờ mấy trăm năm nay rồi mà nhiều cái nó còn chưa biết nữa, còn nó tìm hiểu, nó còn thấy sai trong cái chổng nó, nhiều khi nó cũng viết lên thật như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy, nó cũng phải tìm hiểu lại nữa. Nội mà cái nội Egypt thôi, em nghe cái chuyện mà cái cậu pyramid, cái hình vuông như nè, cái nước Egypt đó, hợp đó, đó tới bây giờ cả mấy trăm năm nay nó tìm hiểu đời em tới nói đầu đâu được, không biết đời nào tới giờ nó cũng chưa tìm hiểu được. Nó em tưởng tượng đi, nó còn nhiều thứ mà mình không có ấy được, cho nên là không có thể nào mà nói là chắc chắn cái đó. Cho nên là bớt kêu gì, mấy người Mỹ ở bên Mỹ bớt coi mình là gì ta, là thiên gì hiệp sĩ nhân loại.
MC Lân Lợi hay là cái gì đó, cái gì đó đủ kiểu hết trơn. Nói chung là nói rất là nhiều chữ để cho tốt Mỹ. Không phải, chị nói là chưa hiểu được cái nước trước Mỹ, đọc sách nước Mỹ đi, lịch sử nước Mỹ đi, tất cả những cái nước mà Brazil á, với lại với Mexico, Chile, rồi gì nữa, tất cả những cái nước nó vòng vòng Cuba này, nó nhìn lại đi, rồi đọc hết cái đó đi, là hả, chê nước mình. Trời ơi, tìm lại coi tất cả những cái nước cái trên thế giới này có nước nào mà nó chống được cái nước nhỏ giống như Việt Nam mình, chống lại 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 Pháp, Mỹ, Trung Quốc mà nó thắng được không? Nhật luôn mà nó thắng được không? Mà lên mà tiếng mà bị là bị đặt, có nước nào không? Không có nước nào hết trơn, không nước nào mà đánh được nó, chúng nó thành công hết trơn. Mà suốt cái ngày á là nói chê 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 Việt Nam ngu, mấy cái thằng ông đó ngu. Trời ơi, là nhìn lại đi, nhìn lại học với chị nói suốt ngày, chị nói lên làm ơn là Phước học lịch sử giùm đi, học lịch sử đi mấy ông nội. Em muốn đi đâu vậy? Em Đi trên bài đi, em đi toilet. nó chơi như thế em ngồi cứ nhúc nhích hoài. Nãy giờ nói chuyện nãy giờ không 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 có chào mọi người á, xin lỗi mọi người á, nói cái vụ ngày qua tức quá. Ai ai có muốn hỏi cái gì về Pháp, mình không có kể về về Pháp nhiều nha, tại vì mình không phải là người Mỹ nha, cho nên mình không khen, không có khen nước nước Pháp như thế nào, nhưng mà nó có một cái số đẹp số xấu nha. Nên là ai muốn hỏi cái gì về Pháp thì mình có thể trả lời, nhưng mà mình không phải như người người Mỹ mà tự ra là buông ra là nói là nước 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 Pháp tốt nha. Nói chung là bây giờ bà chị, mình biết là từ đây sắp tới bắt đầu có nhiều người sẽ lên tiếng chửi mình nữa, giống như qua cái anh Sơn Tây, Sơn Tây nói mình Facebook của mình nó sẽ cắt, nó sẽ mình bị hoài à, ra quen rồi. Hồi xưa chưa gặp mấy cái vụ này mình đã bị rồi, không có cần tới tới cái vụ của vụ này đâu mà mà sợ nó bị mất đâu. Hâm á, là không có cái gì để hâm hâm hâm, không có được lời cái gì cắt nào chứ, cho nên là bớt hâm một chút xíu đi mọi người Thôi không ha. giỏi gì. Chị ơi tối Em tiếp quên. nha chị, giờ em đi làm chị ơi. Mấy đứa kia nó chờ Tới em tiếp. không lâu rồi. Dạ Rồi tối xin tối lỗi cho mình em tư nha. liệu nha, tối là có người yêu của chị đó. Nha. Tới thì không phải là có người em không, chị bây giờ từ nói chị ngày qua là chị đã nói một cái câu là chị nói chị không bao giờ, từ từ đây sắp tới là chị không bao giờ chị nghe anh Sơn Tây nói chuyện nữa, tại vì nói ảnh nói chuyện á là kiểu như là nói chuyện mà bố láo á. Chị xin lỗi thêm em 2 phút nữa ha. Ổng nói chuyện bố láo là cái gì, ổng nói nói tự nhiên mà nói chơi vô cho nó vui, thì tất nhiên ai không mua vui, nói cho nó vui là lịch sự này, nói là chuyện đàng hoàng. Lâu lâu các em ổng chém vô một cái câu một chữ, lâu lâu con nhát vô một cái chữ mất, kiểu như mất dạy á, giống như anh đang nói vậy này, cô Cà Mau nha, không có nhờ mà không có nhờ Mỹ hả, hôm nay cô nói tiếng Đức rồi nha, cô học tiếng Đức rồi đó nha. Trời ơi, ông biết cái giống gì mà ông biết cái nước Pháp với nước nước Đức nó cái từ nào vậy, ông biết cái gì hả? Ông biết là từ Đức với Mỹ với Pháp nó đã một giao dịch của nó là gần cách đây cách 100 năm nay rồi, không nói 100 năm hơn chứ, nói gì 100 năm, cách chắc chắc cái ngàn năm nay rồi, mà nó không bao giờ, nó nước nó cũng vẫn còn một là Đức là Đức, Pháp là Pháp, mắc mớ gì mà tới cái vụ giặc đó không nhờ Mỹ mới lên tiếng Đức. Tài chỉ nói là kiểu như là ông mất dạy đó, là ông chép vô mất dạy cái mấy cái câu mà nó đặc biệt á, chứ không phải là kiểu như là người không hiểu biết gì chứ. Tao lâu lâu xíu vô, lâu lâu xíu vô cầu, mày cầu là chị nói từ đây tới có mặt ổng, chị có thể ổng để chị, ổng có quyền nói chuyện, ổng có quyền lên tiếng, em có để cho ổng có nói chuyện. Chị không bao giờ chị phản bội và chị không bao giờ chị nói một cái gì, tại vì mình nói những cái người thông minh á là cho người ta để học hỏi, mình học hỏi người ta học hỏi lại mình. Còn nói mấy cái ông nói chuyện mà mấy ông dốt khủng khiếp là dốt luôn, mà học mình nói nghe để làm gì, mình phản biện đi ông làm gì, tại vì mình không có cái, không có gì để mình học hỏi chứ, không có câu gì mà để mình thêm vô cái trong đầu óc nữa. Ở không rồi thôi đi đọc sách mẹ cho nó sướng hơn, mà học hỏi cái đầu óc mình nó thoáng hơn, mà học để cho con người mình nó thông minh hơn một chút xíu, mình làm cho con người mình nó thoải mái hơn, ngồi nói chuyện ổng còn tức hơn nữa. Thôi chị từ đây sắp tới chị không có, chị không có nói chuyện với mấy cái ông mà khùng khùng điên điên ở bên Mỹ mà già, mấy già nhất là già trẻ thì còn lớn lỗ tai đây nghe, tại vì mình trẻ đi chứ, có nếu mà nó sai xế thì mình còn giúp đỡ không, mình còn để cho tụi nó học hỏi thêm. Còn mấy ông già già không à, toàn là lớn tuổi thì ngu thấy bà luôn, nghe làm gì, chẳng học mình học, mình lấy những cái gì mình học, những cái gì bên của ổng thì mình học chứ mấy mà để mình dạy lại ổng, thôi mình dạy lại ổng thì thôi đi học trong trường đi cho nó dễ hơn,
đi học mấy ổng chi dốt thêm nữa, cho nên là từ đây sẽ tới là mấy người già mà lên nói chuyện báo láo là chị không có bàn tính gì, cũng không viết chữ, chị không nói gì. Vì vậy là từ đây không giờ chị không đụng tới cái vụ đó nữa. Ông đó ông lên thì ông cứ lên đi, anh em cứ để cho ông lên, ông nói gì ông nói, mặc kệ ông. Chị không vậy có thì nếu mà chị không nói với anh sang đây thôi, vậy thì tối nay chị chuẩn bị đề tài đi nói chuyện với em với các bạn thì cũng được, về nước Pháp cũng được, về lịch sử Pháp cũng được, lịch sử cũng được. Tụi em cứ lên là nói hỏi chị cái gì chị sẽ sẵn sàng chị trả lời, nhưng mà ai mà bên Mỹ mà nói không có học lịch sử nước 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 Mỹ đi rồi hay lên là nói chuyện nha, rồi chị như thôi rồi. Chú Tư Sơn Tân Bình nữa, tối nay chuẩn bị thời gian lên luôn nha chú. Lên cạnh ông tiếp. Chào em nha, rồi ok ba em nha, ba mươi người nha.